không xỉu luôn. Kệ ở trên nhà kìa thanh niên. Bình hốt. Kìa cục cức kìa. Của ai á, tên của ai á? Bình với ai? Mới ỉa có gàng, anh có quay video lên nè. Ghi cái đầu em nè. Chết bây giờ. Thôi tập trung, tập trung, tập trung, tập trung. Kìa, kìa tới xin cho mỉa kìa. Phải. Cười, cười. Bấm, bấm vô cộng đi anh. Bấm vô cộng làm gì? Bấm thử đi. Đấy. Thanh niên ơi chơi dơ. Ỉa trên nhà. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Bình hốt. Đứng yên, đứng lên, đứng lên. Làm anh... gì? Đứng yên, xì chông, đứng lên, đứng lên. Đứng lên hả? Rồi. Gì dạ? Đâu có chết đâu. Thôi dạ. Thôi rồi rồi, tập trung nè, chào mấy bạn nè. Ok ok, ngồi xuống chào. Đó, thấy không? Ngồi xuống, ngồi xuống. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Offline của mình á. Video này thì ba anh em mình sẽ tiếp tục tán nữa. Nhưng mà thấy thấy anh đẹp trai không? À, thấy anh đẹp trai không? Chế ba siêu nhân đèn vàng đỏ tiếng vàng. Ờ, được mà. Nhưng mà xì cho anh lóc chưa? Chưa, chưa. Vậy đi đi diệt mấy con boss nè. Đi anh. Cần vậy mình vô vô cái chỗ học á, xì cho mình ghi chữ unlock á. Unlock test á, chỉ test được rồi. Chỗ nào? Là sao? Đây đây đây. Đâu chỗ nào đâu? Đợi xíu. Đợi tôi xíu. Ở trong này hả? Không không, để em xíu, để em xíu. Từ từ. Đi quê. Mình là chim. Không anh, anh. Cái gì? Em nói gì? Chế banh. Chế banh gì? Đây nè, tôi chế luôn cho ba con banh đúng không? Ừ. Chế banh gì? Ủa mà xong để support con gì á? Vậy ông chế đi. Rồi ông lấy đi, ông lấy ông bấm me vô nó. Cái đó là cái gì ạ? À, anh lóc test đó hả? À, anh lóc, anh lóc như nào? Im với gì? Ôi. Ra cái con này hả? Ra cái con này hả? Ừ. Rồi cái con gì đó giết đi. Rồi bấm vô hả? Hay là giết nó? Giết nó. Khoan khoan nha, để em nha, để em giết nha. Nè lấy rồi. Con này giết nè. Ồ chỉ cần giết nó là anh lóc được test hả? Đúng rồi. Im giết vậy. Trời. Cần kìa. Gì boss? 300.000. Châu cái gì? Trời các bạn xem con chim mổ kìa. Trời ơi, thấy ghê không? Wow. Mà ảo gì? Nó mở được cái bảng vẽ nè, hay vậy. Thôi, cái này mình mới phát hiện ra nữa các bạn. Bởi vì ảo quá, cái game này ảo quá. Như vậy là chúng ta có cái item để mà chịu hồi cái con rồng. Xong rồi giết cái con rồng đó là xong phim. Mà con rồng nó đứng im gu rồi chứ. Thì đó. Quá êm, quá êm. Anh ôi, anh Phương có được anh lóc không? Không. Ủa anh lóc rồi, anh lóc rồi. Anh lóc rồi, mấy đồ test hết rồi. Bữa giết cái con gì nè, Mega Dragon á. Dạ. Anh Phương. Dạ em. Có con gì chưa? Có cái chuông không anh? Đi bắt con cá sấu nè. Nó gần nhà mình luôn. Có chuông xì chung dữ mà. À đây đây đây, có cả đống nè. Đây, trên Allosaurus. À ở đây anh có cái đầu nữa nè. Có cái đầu của con rồng rồi nè. Nữa thôi bỏ đi anh. Đi đi đâu quên. Nó cái chu phi đâu, chu cái antifact nào đâu. Đây nè, trong này nè, trong này nè. Đi vô trong kia bắn mấy con boss kia luôn. Rồi, cái hôm nay xin chụp boss đâu rồi. Ở trong cái bàn anh view của anh, có 3 cục. À, thế rồi, thế rồi. Ở đâu rồi, cái bàn nào? Thế em đấy à. Cái đe đây nè. Mấy đây, còn cái nè, còn cái nè. Ok. Rồi đi, đi, bây giờ chúng ta đi thôi các bạn. Nãy giờ đứng châu chấu rồi, chém chém rồi. Lại là thời tiết xấu nữa. Không, thời tiết gì đẹp mà, đâu có gì đâu. Mù kìa. Mù đâu mù, quá đẹp. Mù quá. Rồi mình đầu để nó coi lại video coi nè. Mù đâu mù. Giỡn rồi. À đúng rồi, mình có cái khiên nữa nè các bạn. Không, mới chế đâu. Chỉ có anh là mới nhà giàu thôi đấy không. Hai em kia làm gì có. Nè, anh có cái khiên nữa nè. Anh đứng đâu rồi? Anh bay lại chỗ coi con hắc hổ nè. Cái con hắc hổ này bây giờ nó bị phế rồi. Nó bị lỗi hay sao các bạn ơi. Ở tập trước là các bạn biết rồi đúng không? Nó không có đam.
nó dạ nó bị hư rồi, nó bị lỗi rồi, chắc là đi bắt con hắc hổ khác quá. Ủa con này chịu hồi mà chứ, chịu hồi con hắc hổ khác đi Bình ơi. Ok con này nó bị ấy rồi, nó bị phế rồi. Trời ơi, mới vô cái video mà các bạn thấy thời tiết đẹp ghê chưa, quá ngon luôn. Rồi em rồi, em đây đang chế độ test hay giờ đang coi thử chế đi ra làm ba siêu nhân chế không, có nên chế không anh, chế đi chế đi. Em làm siêu nhân hồng đi. Wow. Hình như là mấy cái bộ đồ tech này đổi màu được đúng không? Đúng rồi. Ok đó, em mới em lượm mấy cái anti-fact chưa nha. Đặng một lát nữa chúng ta chịu hồi mấy con boss truyền thuyết ra luôn đó các bạn. Nhanh đi nhanh ly nhanh đi, anh hưng phấn lắm rồi. Từ từ anh, cái gì cũng phải từ từ. Lâu quá các bạn, để lâu quá đây nè đúng không? Mấy bạn thì chưa xem mà để lâu gì anh. anh đang đứng ở cái cảm giác gọi là các bạn đang xem video. Anh đứng rồi chứ đâu phải anh là người xem đâu anh. Nhanh đi, ai bye 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 thứ gì giùm. Khoan để em tí. Em phải để cái ỷ Lâm Anh vô trong người nha. Được không? Wow. Bay như chim như vậy. Bộ này yếu lắm nha. Đúng rồi, cái bộ này không có giáp nha chị Dung. Con 150 rồi đó. Bộ này chịch là chết đó. Wow. Ủa nhưng mà sao để tăng tốc ta? Bấm gạch tròn á. Bấm gạch tròn á. Trời ơi, nặng nào đấy chạy, nặng nào đấy lắc. Có nè. Cái chiêu gọng lên được mà đúng không? Kìa bể đá luôn kìa, thấy ghê gì? Thử đi anh. Sao gọng lên được ta? Đè vượt trái. Rồi xong rồi. Ủa. Tới một cái nhất định nào đó nó sẽ bùng tự chuột phải, chuột phải đè chứ. Đập bể không anh? Do. Yeah. Bể. Mày hả bưởi? Em đấm trước anh nữa kìa. Hình như anh có cái khiên rồi, anh đấm không được. Bể vẫn bể em ơi. Nhưng mà có cái khiên rồi nó không phê. Nó không chịu gồng. Wow. Đó, nè buông cái khiên ra nè. Chơi nè. Bye. Vô nè chị Dung. Bye. Cái này gọi là Kameyoko nè. Đi xuống đây nè, xuống đây ăn hiếp mấy con kia nè. Bình xong với Bình. Em chế mấy cái ăn từ phát anh ơi. Vâng. Em đấm vô nó bay hay giờ. Nó tung lên trời kìa, bả chữa. Đâu? Sao mà nó tung được, em đục vô nó hả? Đâu anh đục đấy, nó đâu có tung đâu. Chạy xiên màn ảnh luôn nhưng mà lắc coi quá. Coi nào. Trời nó bay kìa, quá tèo. Thành điện bay như siêu nhân như vậy. Nhưng mà nó bị delay quá trời rồi, nó bị lắc. Hey, ra đây chạy đua trên mặt nước này chị Dung. Trời ơi. Đây nè. Sợ anh chắc. Trời liền. Bình đâu Bình? Em đây, từ từ. Nhanh đi em. Trang trí nhà. Trời ơi, chuẩn bị đi bắt boss mà mua đồ trang trí nhà hoài. Cho nó đẹp. Tè. Chị Trâm không biết chạy trên mặt nước. Anh thấy em. Anh thấy em té gì không rõ ràng. Em bấm ship chạy chơi thôi mà con đã đi trên mặt nước được không? Xin lỗi nha, anh là Iron Man nha. Rồi em rồi. Lưu. Nó lắc ít xỉu lắc rồi, nành nào đấy bay á các bạn. Nó lắc như quỷ gì. Wow. Bộ giáp này đúng là chạy phê luôn nha. Ha, sao mình không đặt lên rồi xong mình phá đi. Rồi đâu rồi, em nói em phát hiện ra cái con cá sấu nó ở đâu. Một phát cũng chết luôn rồi. Ghê. Ác quá. Đi chưa? Đi. Anh với chị Trâm đang đợi nè. Anh gì à? Chơi nhau à. Hư giáp đó khùng. Khoan em ơi. Đi. Đi. Ok. Đi em gặp con cá sấu ở đâu? Gần nhà này. Để em kiếm con bay rồi. Đi bay rồi, bay như siêu nhân như vậy. Đây. Đây. Anh em... ơi, về nhà đi.
Em làm bộ test chưa? Thôi đồ test yếu lắm. Thanh niên à, không dám thay đổi thôi các bạn. Yếu quá. Để đi với chị Dung. Đèn sao anh ơi, đèn sao? Đèn sao đâu? Kìa con Reven kìa, đô Reven kìa. Đâu? Đâu có đô đô. Đây nè. Thì kìa nó đang bài kìa, thấy không? Đèn sao anh kìa. À à, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Hốt. Kìa bay kìa, lên đi. Em kể con chim ơi, tao biết nghe chưa? Em đang đi ca, tao biết. Bay như siêu nhân như vậy. Sự chỉ nó đây ta. Kìa nó kìa, em thấy chưa? Ê, mắc dấu. Để em dụ cho. Ê, đừng, anh bay tới rồi, anh bay tới rồi. Nó bay nhanh như vậy trời, nó mất tiêu rồi. Kìa nó kìa. Chết, quay lại tính cắn mình hả? Chết. Có lọ thuốc chưa? Có, anh có đem theo. Nhưng mà không có thịt. Gì dạ? Cái gì sao chết vậy? Abed Dilosaurus. Con Abed sao chết kìa? Abed Dilosaurus. Ai đối quả hết thịt, nó hết thịt. Nãy em để ý máu nó tè ra rồi. Nó chết đói hả? Nó chết đói. Ê, để thịt vô em ơi, để thịt vô. Anh quên em thịt theo rồi. Nè anh chú con Dodo Viven nè. Con rồng có lông nách ha các bạn. Phải tèo. Wow đẹp quá. Phải con rồng có lông nách. Thiệt mà con này có lông nách rồi mà. Lát thì về em lấy dao cạo đi. Lông nách. Lông nách. Lông nách. Để cho lông nách. Kẹp vô đi cu. Thịt đùi đâu. Đây em có mà cho ăn. Đó. Dodo Viven đấy. Đây, em cưỡi. Anh Phương đẹp phim e thử đi anh Phương. Làm gì? Khoan, anh lấy thịt lại. Đẹp phim e làm gì em? Nó có chế độ phát hiện kìa. À, cái nón đó hả? Dạ. Ờ, đúng hay. Rồi. Cái nón này thì nó có chế độ kiểu giống như là quét mấy con quái á. Ở gần. Sao em dắt con Viven về đi, anh cưỡi nó không được. Anh cưỡi nó không được. Em nào cưỡi rồi, xì chùm cưỡi hả? Đâu có. Thế sao đấy? Nó đi theo xì chùm kìa. Phan, để anh cưỡi nó. Rồi được nó rồi. Nó me tè le. Yeah. Bắt được con Dodo Viven hả các bạn? Mình đem mình về thôi. Có cái sáu kìa anh ơi. Đâu? Trước nãy chỗ anh đứng á. Phan, từ từ. Con Viven đi. Từ từ, để em đem con đi. Đem con Dodo Viven về cái đó. Đẹp ghê luôn á, máu me màu cam nữa, trời ơi, đẹp ghê. Cái gì? Dodo Viven. Đó. Trời, nó nước à. Nè, nó có hai cái cọc lông nách nè. Nè, thấy chưa? Đâu. Nè. Ây da, nó táp rồi. Anh bắn nó táp rồi, nè, hai cọc lông nách nè. Lông nách đó hả? Ờ, dưới cái nách đó nè, thấy không? À, lông nách, chứ không phải lông nách. Lông nách gì đây trời? Anh đang nói là lông nách. Đi anh đâu rồi? Đây, anh đang qua trên trời nè. Đi theo em nè. Đi xin giùm ơi. Đi. Con cá sấu ở đâu? Đây nè, đi theo em. Theo nghe xin giùm. Rồi, em chị thấy. Em biết mà. Trời ơi, nó bị lắc kìa các bạn. Đây nè. Chuyển qua đồ test nhà giàu sướng á. Bay chẻo. Kìa, anh ấy kìa. À, thì ra là nó bơi vô trong này. Slow motion nó vô đến tới đây luôn. Ồ, nó vô tới trong này luôn rồi các bạn. Phải đẹp chưa? Nè, có chuông không? Có chuông không? Có, đây nè. Hốt nó về đi. Trong người con này. Đây nè. Vì quăng ra đây, quăng ra cho anh vài chục cục. Chim nè. Rồi đem chỗ nó ăn luôn cho. Rồi, xì chùm hốt luôn rồi. Rồi, cổng nó về xì chùm. How to cổng. Cổng cá sấu này về. Dạ qua bển bắt hai con gấu cặp đôi bự chà báo luôn Phương. Đâu? Đi theo. Đây. Bỏ nó đó đi chị Trâm ơi. Kìa em đem về luôn hả? Không, để nó chơi. Để nó đi gạch nó chúng ta đem về. Đi bắt con gấu nè. Đây nè. Thì ra là con cá sấu nó đó hả các bạn? Con gấu đâu ta? Làm ở tập trước mình kiếm nó muốn chích bà vậy.
Con gấu đâu thì chấm. Gấu nó đi lạc vô rừng rồi sao á? Bự không? Bự. Bự hơn con alpha luôn. Cấp nãy mấy em được mấy cái anti pack rồi. 3 cái rồi đúng không? 4 cái rồi giờ 4 cái. 4 cái rồi vô cái trụ này nè, chịu hồi con boss chuyển thiết ra chơi luôn. Anh nghĩ là con boss chuyển thiết ở trong này nó yếu xìu à. Bây giờ đã đến lúc là chúng ta chịu hồi mấy con boss khủng ra chơi được rồi đó. Đi nè. Đâu? Đây. Thấy em chưa? Chưa. Đây nè. Đâu vậy? Đâu? Đây rồi, cho nó thấy rồi, thấy. Đi theo. Bay như siêu nhân nào bay chưa kịp. Bay từ từ thôi. Anh đó là siêu nhân. Anh là siêu nhân mà anh còn bay không kịp em nữa. Rồi đi. Đi hướng này nè. Kìa bay kìa. Phải thanh niên. Bay vậy nó mới tức. Tôi đang đứng ở ngay chỗ cũ nè, ông đâu rồi? Ở ngay chỗ nhà mình á, nãy giờ bay có qua được đâu, bay gần nhà mình kế bên. Thì đó. Bên đây nè. Nó đâu gần ngay chỗ cái con đô đô vàng vàng đúng không? Thật đi. Nó bên này nè. Mình bay theo như muốn điên luôn á bạn. Kìa, con gấu kìa. Đâu? Ủa? Nó đâu ta? Ê, con nhìn nhỏ anh kìa. Ê, con nhìn nhỏ anh kìa, con nhìn nhỏ anh kìa. Con nào chết đây? Ở da dưới này có con gì nữa nè. Ê, dưới này có con gì nè, con gì nè, Bình ơi. Ây da, anh bị ông đánh. Hạ sát nó đi. Con kia nó xỉu rồi, con kia nó xỉu rồi. Đây anh. Ý, con gì dưới này nè các bạn. À, con ác quỷ. Cái gì mà cắn tao hoài vậy, ông nội. Ủa, con chim, con gấu đâu ta sẽ chấm. Sao tôi biết được. Mày đâu xỉu rồi, nó đâu rồi. Rồi, con ác quỷ anh mới thấy đây, nó chết ngắt luôn rồi. Con gì nó ăn thịt luôn rồi. À, đây. Chưa. Còn sống. Nó xỉu rồi, đúng không? Đúng rồi, nó xỉu rồi. Con này hình như ăn trái cây. Đó. Ngon. Wow. Đâu rồi? À, con ác quỷ này bữa anh gặp rồi. Nó bay được không? Được. Cho nó đi như bà già đi ăn phủ gì trời. Được, mới sợ. Không, nhìn là biết thanh niên bay vô test thử bay được không. Cô nói sợi sợi kìa. Cái cánh đó cánh giả đó em ơi. Ba con gấu rồi ta. Mà múa lửa đó kìa. Ê, có con nhện đây nè, sao không bắt? Nhà mình có một con rồi. Vậy con này bắt gọi hả? Có một con rồi. Thấy ghê vậy giờ, con này ăn gì hả? Ủa như anh gì mà đúng không, anh gì kiểu như là reset lại rồi đúng không? Reset đâu, nó bị lỗi á, reset của khỉ. Như là chưa, giờ chắc là chưa có hả nhà? Có đó, hồi trưa lúc mà em bắt chung với công anh thì có hả? Đúng rồi. Nó bị lỗi rồi ơi, nó bị lỗi, nó văng ra rồi. Ủa con gấu đâu ta, mới thấy đây mà. Con này ăn cái gì? Ăn trái cây anh. Phải tèo sao bữa nay quá giờ toàn gặp quá lạ lạ mà toàn ăn chay không gì. hồi trưa anh bắt được cái con gì nè, cái con gì nhìn như người sói ganh ga đấy. Ừ, hai thằng quỷ đó nó cũng ăn trái cây. Ờ, mà nó ăn trái cây. Tèo. Tào lao dễ lắm. Nó có ăn đâu. Con nhện này nó có ăn đâu. Anh cho nó uống thuốc chưa? Rồi. Hỏi nó ăn đâu, cho anh cho nó uống thuốc chưa? Hay gặp mấy thanh niên trả lời châu chấu rồi không nói. Gì đây, được. Rồi, được cái đầu okay, riêng. Rồi. Wow, con này ngầu quá các bạn. Ngầu ghê. Ủa, ta. Ủa, con gấu rồi nè. Ta. Ủa, con gấu tôi được cái đầu của con Rim nè. Con Rim gì? Con Rim. Wow. Trời, cái đít nó nở hoa nữa nè ông ơi, ghê vậy. Đít nó nở hoa nè. Thiệt mà. Cái đít của nhìn nhện này nở hoa có gan nữa. Có skill gì anh thử thôi. Anh đang test nè, skill ủi ủi. Chu đít nữa nè. Ủi ủi. Nè, chu đít nữa nè, chu đít quay lại chơi nè. Đó. Anh chả biết cái chiêu đó có tác dụng gì nữa. Đúng rồi. Con chiêu... gấu đâu ta. Cái chiêu này gọi là chiêu gợi tình nè. Chứ còn gì nữa.
Tự nhiên quýnh lộn không quýnh chu cái đít lời ta làm cái gì. Chu đít còn con xe ra nữa nè. Phải theo chưa. Gấp nó về em ơi. Con này anh chỉnh thời tiết lên anh Phương ơi. Thời tiết kiểu gì? Weather clear hả? Set set tham set tham đây hay là gì đó mà set tham set đây gì đó. Tham set đây à. Ê da bên bên đây có con nữa nè, xin giúp. À à thấy rồi. Rồi. Mình nhớ là hồi bữa là cái con này là nó xuất hiện là do cái gì nè. Do có con nhà anh kia chà bá kia đúng không? Ê nó ngược theo anh kìa. Chết đi nha. Em bắt nó luôn hả? Vãi tèo thanh niên. Lấy cái thương chọt nó một cái. Đã cái đích là cái nơi nhạy cảm của nó mà em lấy nguyên cái thương em chọt vô gì. Kìa nó sấy kìa. Ôi mà coi công nhận con quái này nhìn độc đáo rồi. Cái đích nó xây 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 xây. Đi. Có đoạn cho nó chưa? Có. Mới sợ. Mới sợ. Biết mà. Thầy có nè ơi. Rồi đó. Cho mẹ ăn cây luôn. Hiêm dưới dày. Bắt được hai con luôn kìa. Gấp nó đem về đi em ơi. Hai con này để dành cho nó canh cửa. Hai cái này là hai con nhện địa ngục hả bà. Ủa nó có cái đèn trên đầu luôn kìa. Cái gì? Nó có cái đèn trên đầu kìa, tối khỏi sợ không thiếu ánh sáng. Đang quan sát kỹ rồi. Trời có cái đầu này khó chịu quá. Bỏ cái đầu này ra đi. Trời sao tóc anh thấy gớm vậy. Nó không chịu cắt tóc phải cho đẹp trai tí nè. Đâu rồi ta, con chim con rấu đâu rồi. Em đầu chọc luôn à. Wow, nhìn con này nó cũng dữ lắm, vô giỡn đâu. Thì thanh niên rồi, thanh niên gì đi vòng vòng như ba khùng hả. Gấp anh về coi. Gấp con này gấp không được. Con nhà này gấp không được hả? Không. Vậy thôi dục nó luôn đi. Kiếm lại con gấu rồi. Con gấu gì? Đang đi kiếm nè. Nó bự lắm hả? Bự chà bá luôn. Trời ơi, ở trong này là cái nơi xuất hiện nhện hay sao á kìa. Ở đó có con nhện nữa kìa các bạn. Kìa đây kìa, nó chạy lên kìa. Con gấu này là thuộc có là baby. Ê gì ta, có cặp có trái tim luôn kìa. Mà về nó đâu rồi? Kìa nó cắn nhau với con nhện của mình nè kìa. Hay là con. Như vậy là trong độc lầy này toàn nhện không à? Sao em nói gì? Có khi đèo lại nó đi lại gần cái con Dodo xong rồi đắp chiếu không ta? Không đâu, con Dodo dễ gì nó đánh người. Con Dodo nó ăn chay mà. Nó chỉ đánh mình thôi. Ê, tin anh đi. Rồi, con Dodo màu vàng đó rồi. Ôi, em sợ nó lắm. Ghé qua hơi thăm sức khỏe của nó rồi. Anh đâu rồi? Đang bay nè. Ê, con Dodo vàng kìa. Coi chừng nha, cẩn thận ấy. Bay ngàn ngàn đi. Nó tán cho học máu. Tôi nhất là đừng giỡn với con đó hả các bạn. Đẹp trai quá. Con đó nó bị khùng luôn. Buồn buồn lên là nó giọng liền. Đẹp trai quá. Ê thôi mấy em đứng xe. Em đứng xe bái xuống nhắm. Em lên nhắm bắn nó cả thử. Giỡn chết em ơi. Yêu cầu em gặp nó là em chết rồi. Thôi đi tìm boss nè, lan man quá mấy em xem video là sẽ nói là mấy anh không chịu chơi gì hết. À đây nè, đây coi chừng sao tốt. Anh Phương coi thử số máu của con đó chưa. Nhưng mà anh bay vòng trong cái khu đầm lầy, anh nhớ là chỗ này có con ấy của mình đó nè anh. Anh anh Cà Lâm. Này thì anh đã bảo rồi, đừng có quan sát nó. Chạy xa nó lắm rồi mà ta vẫn chết. Ý, bình thường. Ở chỗ này có cái cây, có cái gì ở trên này nữa nè, Bình. Em mới xây đó. Ồ, em xây trên đây, định xây cái nhà trên đấy hả? Mình giờ nó không cho biết cúp mắc dạy ghê. Lỗi game hay gì? Hình như là không biết nữa. Anh dùng cây súng mà biết cúp không được. À, Bình tôi tính xây nhà trên cây luôn nè các bạn, ghê chưa? Đúng là cao thủ. Tính lấy sáp lên gì lát tem con sên. Dập như vậy. Không, đúng là nghệ thuật các bạn. Tem ốc sên. Thôi,
mấy em này không chịu đi chung gì hết, đi lang man quá, mình sẽ phải vòng vòng. Em đây em cái bên anh nè, cho anh đi trước á, cái gì em bay chum sao? Không? Tuổi con trâu, cái gì lì, ta bảo đừng có xôi nó rồi, quay quá xôi nó. Lì như trâu, phải tèo. Đã, đâu có phải là ngẫu nhiên anh kêu em đừng có xôi nó, anh sẽ bị hoài. Chỉ là tò mò chút xíu thử mà. Sợ soi đó thử cái đi xem 100m sau vẫn chết. Anh Phương đâu à? Nè nè, đang bay nè. Đang bay vòng vòng kiếm mấy con quái khác ơi. Đi đâu chúng ta gặp boss rồi sao? Nó rất là quái vật. Như vậy là đầu tập tới giờ là chúng ta mới bắt được có con cá sấu nữa các bạn. Kìa nó kìa, mới nhắc. Đây thêm con nữa. Không phải con đó cũng không mệt. Mới bắt xong. Giờ tổ tiên sư nó vô mình con gì luôn rồi. Cái gì? Em bay vô mình của nó kìa. Thanh niên. Lát đem con đó về nữa là xong rồi. Có nhiều em kêu là anh ơi chịu hội tứ linh kìa. Tứ linh hội tụ kìa. Có mấy em comment á. Có nên chịu hội không? Chưa bay hoài chả gặp boss rồi biết sao giờ. Tứ linh là con gì anh? Long lăng quy cọp. Long lăng quy cọp. Phải long long cọp mà. Long cọp gì đây nữa. Long cọp quy phụng. Long cọp quy phụng nữa chém nữa. Chứ làm gì có lăng. Đúng không? Không có lăng vài bữa nữa mình boss con quá kỳ lăng vô. Thì thành điên quay rồi. Đã qua nối tiếc rồi, có gì mới không em? Ok. Chắc là cũng đã đến lúc là chúng ta nên chuyển thời đó ơi. Chịu hồi mang boss dữ ra các bạn. Không lẽ bay gì hoài sao? Hợp lý. Giờ trả gặp boss là mấy con rồng Bahamut gì của mấy em nó trốn hết. Nó gặp mình nó sợ, nó trốn hết rồi. Giờ thanh niên bay kìa. đua nè mình. Xì dâm đâu xì dâm? Em đang kiếm con nào mà bay được. Em đang ở mô. Em đang ở nhà. Em bay vòng vòng trên trời đó. Biết đâu em sẽ gặp điều gì rồi sao? Ê! Con bạch hổ! Ê! Bên con bạch hổ này mình! Mình ơi! Bạch hổ ở chỗ nào vậy? Xì chấm! Tại đâu vậy? Đâu? Thanh niên đi đâu hả? Ở chỗ núi tuyết nè! Thấy rồi, con này con mi nè! Nó không có cắn mình đâu! Cái con nó bắn! Không bắn! Oh my god! Con nó bắn cũng con nó bắn cũng không được đâu nha! Cái con đó nó phản đam á! Em có cái không cho nó ăn đi. Có bắt được không? Nó đang thịt em kìa. Trời ơi nó ngậu lắm chị Dâm ơi. Con này còn ngậu hơn cái con hắc hổ nữa. Bị gì nữa? Cái con đó đầu game là em đi kiếm nó đầu game giờ luôn á. Em đi kiếm nó đầu game giờ hả? Dạ. Nó nằm cặp ở chỗ cái gì nè, chỗ cái núi quăng nè. Cái con đó hồi lâu nó đứng ở chỗ cái trụ màu xanh lá cây á. Con hổ hả? Dạ, hổ trắng. Đúng rồi. Ghê gì? Sao không bắt nó đi? Bệnh. Ngon. Xong luôn. White Tiger. Đẹp trai. Nãy em nói rồi mà, nó sẽ spam ra. Nhưng mà cái sao không thấy đam gì vậy? Cái con đó là chủ yếu là để chân thôi. Ê! Dắt nó ra ngay chỗ cái con kia cho nó quánh luôn thử. Nó quánh có đam bà gì đâu. Con nó không quánh. Mà tài hát đúng mà tài hát không có được. 11 triệu. Ủa 119 triệu đam. Yếu con nó yếu. Yếu đâu? Đúng rồi cái con này yếu hơn con hôm qua. Con hôm qua tới 2 tỷ đam lận. Con nó hơn 2 tỷ đam á. Con bạch hổ trắng này hơn. Con hắc hổ.
Ờ cái con hắc hổ hôm qua quýnh tới 2 tỷ mà. Hơn 2 tỷ đam luôn á. Cái con hắc hổ nó bị lỗi rồi. Mà. Vậy mà mấy em có nhiều em coi cái gì nè, coi cái video live hôm qua nói với mình là cái con hắc hổ nó yếu hơn con bạch hổ. Cái con hắc hổ chịu chịu hồi ở bên cái gì nè. Tú Linh. Bên cái bi mộ của nó. Ờ. Hôm qua là quýnh được 2 tỷ mà con này quýnh yếu xìu à. Như vậy là mình nghĩ là con hắc hổ nó mạnh hơn các bạn. Con nó trừ 2 tỷ à. Trừ nghĩa là âm rồi. Nhưng mà nội cái phần mà gì nè, tăng cấp thôi, tại vì con kia nó chỉ cần tăng tăng cái tốc độ chạy không à. Còn con này là nó cho tăng máu, tăng sức mạnh luôn đó nè. Như vậy là con này đâu có bất tử đâu. Con bạch hổ này vẫn chết như thường á. Vẫn chết. Đúng rồi. Nó vẫn tăng máu mà, nó đâu giống như con kia đâu. Con kia con hắc hổ là nó bất tử luôn. Con rồng rồi ta bữa mới thấy nó ở đây mà slow motion nó đi đâu mất tiêu luôn. Ngon. Lâm mình quậy con này coi. À da. Anh tăng sức mạnh của nó lên, bây giờ nó giả cái được 2 tỷ rồi nè. Quá mèo. 2 tỷ đam đó em. Ôi trời, không phải giỡn chơi đâu. Nhưng mà nó bị giật giật cái gì kìa. Rồi hết lỗi rồi. Rồi 2 tỷ đam nữa các bạn. FPS nó còn có 8 mà phải tèo. Trừ 2 tỷ đam. Kinh dị và 2. Rồi xin chấm, rồi xin chấm. Em đang bay qua đối tiếp đi. Đúng rồi, qua đây nè, cho em con hổ luôn. Wow. Yeah, như vậy là cuối cùng đã tìm được con bạch hổ rồi các bạn. Hên cái gì. Ghê luôn ta. Ý. Tưởng đâu gì chứ. Cái cuốn sách. Hết hồn. Mình vừa bay mình vừa khè sẵn farm đồ luôn các bạn. Nhưng mà khó nhìn quá. Đúng là con này tiên mạnh thiệt nhưng mà khó nhìn quá. Bạn nó lắc ghê ta. Máy TH ra rong nè anh Phương ơi. Đâu? Đấy. Đâu rồi? Đâu? Cái chỗ anh chạy qua cái trụ màu xanh lá đi. Anh đang trong gần cây này khó chịu thấy bà. Chạy qua đây đi. Mai TH đã gồng nhưng mà có con gồng màu gì? Màu vàng. Gì? Màu vàng. Nhà mình chưa có. Từ đó giờ mình gặp cái con Bahamut là một con màu xanh, con Dragon Wing là màu đỏ, là chỉ có con gồng màu vàng. Cái gì ghê gì? Con này Mai TH màu vàng. Mai TH hả? Đúng rồi. Mi TH. Ở đâu? Em bay tới cái chỗ mà Redwood á. Tọa độ là 49, 59, 59. Đọc tọa độ với Vương. Đọc tọa độ với mình đó trời. Chơi khó đội hình không gì. Em tới núi tiên, em tới cái núi giờ. Thôi mình để con quỷ con bạch hổ đây đi. Lên cái chỗ mà núi lửa đây. Em đi về nhà luôn rồi. Lên núi lửa đi. Mình để con Tiger đây đi các bạn. Con đi con này lắc quá. Tốc độ lên anh ơi, không thôi nó bay nữa. Ủa em thấy con Manticore màu đỏ nữa nè. Ê phan, nhìn từ xa, anh thấy con gặp rồi kìa. Ê. Cái con Titan Mai TH bắt chưa? Rồi, cái con vàng đúng không? Khủng long màu vàng phải không? Dạ. Anh bắt rồi. Anh cứ đâm thẳng lên đi, anh cứ đâm thẳng lên đi. Anh mới thấy con gồng rồi nè. Manticore. Anh lóc hết rồi đúng không? Đó, Manticore kìa. Ủa, con Manticore chứ không phải con gồng. Hốt nó em ơi, hốt nó. Bắt. Abex anh ơi. Abex hả? Abex thì dùng pho tem. Ở đâu vậy? Anh nào? Rồi anh bắn nó xỉu rồi, khỏi. Anh bắn nó xỉu rồi. Cho nó ăn thịt anh ơi. Kìa, nó xỉu rồi kìa. Yeah. Sao em không để thịt đùi vô? Chưa, từ từ, cái gì cũng mới từ từ anh.
Rồi chết bà rồi, mình lại để mấy cái lọ thuốc tem vô trong cái mình con Dodo Viven đó rồi. Ngu như đây, con bò. Em tới liền. Em có lọ thuốc tem không? Có chứ. Ây da, cái gì vậy? Gì vậy? Cái ba nào trong kia cắn kìa. Kìa. Tigo khủng. Khủng đấy. Để cái thuốc tem vô em. Rồi, cho năng rồi đấy. À, em thấy nó để cái dọc dữ vậy không? Không cho tem. Không cho tem. Đâu dòng chữ nào đâu? Đó. À, this gì đó kìa, tem bên ngoài. Okay. Dạ, sao kẹt rồi. Rồi sao đây, con này là Apex Manticore đó các bạn. For time nó đi anh. For time đi quê, mình biết là chắc là nhiều em thích con này, đúng không? Nó không cho tem ở ngoài tự nhiên rồi. Nó không cho for tem luôn kìa. À, con này là tem nó khi tỉnh táo anh ơi. Không có bắn xỉu. Tem tem nó khi tỉnh táo nhưng mà tem như thế nào? Chắc nhét kiểu đít nó. Nhét kiểu gì? Nhưng mà cho ra ăn cái gì? Nhét kiểu gì? Em cũng không biết. Thôi né ra hộ giùm cái, nó đứng gì nó tạp. Thôi 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 đi 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 bắt con nó, đa nó tạp. Phan. Đứng xa xa gây xì chum. Nó tạp cho một tạp, cái là mặt mũi nhìn chả ra đâu. Đi 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 kiếm con đi theo xì chum. Phan, để anh để nó tỉnh gì anh pho tem đó. Nhớ rồi, mình nhớ cái lệnh pho tem đại pháp này. Là để nó tỉnh là chúng ta tem mới được. Dùm lại cho nó uống cái thuốc xỉu rồi chị dùng. Ồ, con đa rong đây nè, ơi. Phan, từ từ để anh. Nó sắp tỉnh rồi, để anh chút. Có cần cho nó thuốc tỉnh không? Nhưng cho thuốc tỉnh, nó tỉnh nhanh quá rồi sao anh bắt kịp. Nó xúc ra rồi như cái mặt như cái mền. Vừa cho nó ăn cho nó táp hai thằng đi bụi. Chút xíu nữa. Chuẩn bị nha. Đây. Ôi, pho tem thôi mà. Đây. Một táp. Yeah. Oh, yeah. Manticore. Mày bắt khó tới cỡ nào? Em là của anh rồi nhé. Bên kia còn con bạch hổ bên kia nữa kìa. Đi anh Phương qua đây anh Phương. Hồi đem thấy con rồng rồi. Đi. Nhưng mà tạm thời để trên đây đi ha, từ từ chúng ta quay lại rước nữa sau. Quá trời luôn rồi các bạn ơi, bắt nhiều quá. Một Ê, tập đen. Đây nè. Một tập thì kiếm một con không ra, kêu con mắt. Rõ ràng cấp nãy rõ ràng mình thấy con Mega rõ ràng. Kê con này có gì đây? Mega hay là con Apex? Rồi con Apex đang gồng rồi em ơi. Apex nó có ngôi sao trên đầu kìa. Quanh đây chắc có cái trứng của nó đó. Trời ơi, đúng rồi, quanh đây chắc có cái trứng của nó. Anh dí không cho lên level nhanh. Anh đâu có kể của Manticore theo đâu lên level, để nó đắng rồi. Thì thôi em giết nó luôn. Phan, đợi, Phan hãy giết nó để anh cởi con Manticore theo. Cho con Manticore lên cấp, vũ nó lên đây nè. Ủa anh bay kìa, siêu nhân kìa. Chưa. Rồi. Ủa nó ba vô gần và mục tiêu con gì luôn rồi. Chơi nó chị giúp. À bét hả mày. Bây giờ nó tạp anh đau quá à. Anh Phương ơi. Cái gì? Con mẹ TH trốn đâu luôn rồi Phương ơi. Sao kỳ vậy, nó bị lỗi kìa, phun lửa vậy mà không trúng kìa. Em cảm nó. Hay lắm. Được, dạ. Được cái đầu của nó. Chả dạ, lên được cấp nào. Quái tèo. Hay à, lắm. Thấy rồi. Ở đâu ạ? À? Ủa có mai TH kinh công luôn nè anh ơi. Cái gì mà ghê vậy? Ủa vậy? Trời ơi. Cái gì vậy tới giờ hả? Anh thấy rồi. Thôi. Vậy? Tới giờ rồi. Em chưa đấy, em bắt luôn hả? What the fuck? Rồi sao chết luôn rồi? Ủa sao mai TH ra rồng nó quýnh em chặt? Thôi anh không biết nữa. À cái con đó là con cá sấu mà, tên của nó là tên cá sấu mà. Nhưng mà phan, nó tập một tập thì kiếm con không ra, mà còn một tập con nào cũng bắt hết rồi, mới mốt còn tập khác lấy làm cái gì. Đúng rồi đó. Mà thôi lỡ rồi hốt hết đi hết các bạn. Chứ không lẽ gặp rồi không bắt. Đâu rồi, anh Phương thấy không? Ủa tại sao anh mới thấy cái tên đó bên đây nè. Tại sao em chết anh Phương?
À đây bên này nè, bên đây nè, xin chào ơi, xin chào. Cô gọng màu vàng. Kìa. Thấy rồi, em có cái chuông không? Có, rung chuông vàng. Để nó đáp xuống đi, để anh qua đây anh kiểm tra con kinh công ơi. Ờ xin chào cưỡng rồng á, xin chào. Ừ. Cái cưỡi con Viven ơi. Trời ơi, 74 triệu. Sao em chết rồi? Em không biết nữa, tự nhiên nó quýnh em à. Em tốt mày quá. Mày tài hát quýnh người kìa. Mày tài hát quýnh người. Mày tài hát quýnh người kìa. Wow. Rồi con máy kinh công hả bạn. Nhưng mà tập này rồi bắt nhiều quá rồi, lát thì anh biết đặt tên cái video là gì đây. Thấy gì cũng bắt. Thấy gì cũng bắt. Đúng rồi, tài hát. Đúng rồi. Tập này đặt là thấy gì cũng bắt hả bạn. Thấy gì cũng hốt. Và anh hốt, và em hốt kiểu này rồi anh chụp hình cái kiểu gì đây? Ý, con Dodo Vivian. Trời ơi, em cưỡi lại tới hả? Anh tưởng đâu là gì, bình cưỡi là anh tưởng đâu là ở đâu tự nhiên xuất hiện con Dodo Vivian, nó vô mánh thiệt rồi. Ê, như có cái trứng anh. Bảo có cái trứng. Đâu? Bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu phút rồi? Đâu? Megalosaurus. 40 mấy phút rồi. Vậy con rồng kia để tập sau đi. Rồng nào nữa? Gồng vàng hả? Gồng bọc dòng vàng á. Mày hốt về luôn đi bắt lượt một luôn. Để tập này là gì thấy gì bắt đó. Thấy gì cũng hốt. Rồi tí nữa chụp hình cái đống xong rồi ghép vô thành thumbnail. Đâu con rồng đâu, con rồng khó bắt lắm. Con rồng có gì đâu khó bắt, em đợi cho nó đáp xuống rồi hả bắt. Lâu lắm nãy giờ luôn rồi. Nãy giờ nó đáp xuống rồi đó nhưng mà tôi đâu bắt đâu, tôi đi chơi á. Nó đáp xuống chưa hả? Nó đáp xuống đang nó đổ xăng. Đúng rồi. Rồi không bắt rồi xong bỏ nó đây hả? Không dắt nó về. Ước gì có cái pick up ha. Ờ pick up. Thôi bắt được gì là hạnh phúc rồi, còn ước pick up nữa. Pick up mà muốn bắt nhiều bắt. Kìa nó bên đây nè, con gọc màu vàng bên đây nè, con gọc màu vàng bên đây nè. Ủa sao nó quýnh em ta kỳ vậy ta? Đang chờ đổ xăng. Hốt nó về luôn đi. Chuẩn bị xuống rồi kìa. Hốt nó về luôn đi. Hốt sao được anh. Cho nó cái chuông. Nó bye bye vậy sao cho. Thiệt, mình cảm giác ức chế thiệt chứ trời. Một tập kiếm một con méo ra luôn. Còn một tập tới chuyện nó xuất hiện một đống. Đáp xuống cô ơi. Két á. Vừa đáp xuống cái nó bay lên lại phải tèo thanh niên. Cảm giác là bị cay thiệt á. Giống như hồi chiều mà anh chơi GTA 5 kìa. Muốn đập cái máy hết biết chứ. Xuống hốc nó đi xì chụp. Cay quá ta. Nó vừa đáp xuống xong mọi nó đổ xăng liền nó đi luôn rồi phải tèo. Không trả tiền hả ba? Đáp xuống. Quăng mấy cái chuông xuống, quăng mấy cái xuống cho anh luôn. Anh đâu đây em bình giữa bình giữa trong người con chim anh nè. Thôi kệ đi lui rồi hết rồi. Bỏ tay. Rồi thì em trời đi nó chạy như siêu nhân như mình biết không biết máy nào mà lót cho nổi nữa, mình nói thiệt cho ít chuông mình ơi. Đây trong người chăm ba lấy luôn đi. Ok thật đây yêu. đi nào đi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Tôi mua qua bên Trung Quốc cũng mua. Đúng rồi, anh qua mua chung qua bên Trung Quốc mua 300 cá chuông. Chịu nhiều em. 600 chứ. 300 à. 600 em giữ nữa nè, em giữ mấy cái này nè, 260 nè. Em giữ 260 nữa. Đúng rồi. Thành niên. Không lẽ anh bấm hai lần đó. Không, lúc em lấy trong Allosaurus là 600 mấy mà, 600 mấy gần 700. Dạ. Yeah. Rồi nhớ chỉnh có 300 à. Rồi thằng này nó chịu đạp. Ấy xuống kìa. Xuống kìa. Ủa nó nữa. Rồi con này khó bắt quá. Mà bay lên lại nữa rồi. Con màu vàng này hơn. Ê nó chuẩn bị xuống kìa. Vừa đáp xuống xong rồi nó bay lên lại liền, không kịp cho nó ăn chuông luôn. Anh bắn cho nó xỉu nha. Không được. Thôi, em té trước đây. bắn đây xong rồi thằng nào đây cũng đi bụi. Chứ biết sao vậy?
cho tem mà trời ơi, không vừa đáp xuống. Ở trên kia còn anh, con Antico chưa đem về nữa kìa. Cậu mới bỏ nó đi em ơi, dẫn mấy con kia về đi. Về, về kinh công cu. Để em đi theo nó cho. Đúng là con màu vàng này đúng ngầu luôn hả bạn. Ngầu thiệt luôn. Ê, nó chuẩn bị đáp xuống, nó chuẩn bị đáp xuống. Ê, nó đáp ok. Đừng quá. Yeah. Hay với gì? Hay anh quá. Anh vừa phóng xuống. Yeah. Good, good. Bốn, trời ơi, 471 triệu đam, ý là chưa có tăng miếng đam đâu luôn á. Phải tèo không ơi, lên lên 2000 mấy rồi. Hình như con này có chiêu lục mạch thằng kiếm đúng không? Trời ơi, má đứng hình luôn rồi. Ôi trời, thấy ghê vậy trời, đứng hình luôn rồi. Không, con này không có chiêu lục mạch thằng kiếm quá ơi. Nhưng mà đúng là nhìn nó ngầu thiệt quá ơi. Mình bây giờ hiểu cảm giác tại sao con gồng này nó bay chậm như vậy vậy. Sao vậy anh? Nó hoạt cánh cái là chậm luôn, em biết tại sao không? Rồi nó gắn mấy cái đá quý trên ngự nó ông nội nó bay ông nội. Giáp các kiểu. Logan. Nó hoạt cái quá tệ. Cái con gì gấp nổi con bạch hổ về ta. Ê, anh kiếm cái giò được không? Không. Kiếm con quét dồ rồi xây cái nhà cho mình á. Rồi xây mấy cái nền bự bự ra rồi cho mấy con kia đáp lên. Cho nó cổng lên. Đúng rồi đó. Ủa có ai game baby kìa. Ai game baby nữa hả? Đấy. Tèo. Rồi dắt mấy con này về đi trời. Còn con gì nè, con Manticore bên kia nữa. Bimi. Ai game Bimi. Ai game Bimi là cái gì? Cũng biết nó như xíu nè. Hôm qua thì tôi gặp con VN baby nữa. Em nào dắt con Manticore về nhá. Em đâu biết Manticore ở đâu đâu. Ở trên núi lửa, bay lên trên núi lửa đi. Anh dắt hai con chim cửa mà ta. Anh dắt hai con này về. Bữa nay thu hoạch lớn luôn anh Phường. Đúng rồi, bữa nay thu hoạch lớn, hốt hết bà nó luôn rồi. Là chuẩn bị kết thúc series luôn. Ai nói? Em quên hả? Boss một đống. Wow, mega kinh công nữa nè. Gì? Mega kinh công. Gì mega kinh công nữa không? Quái tèo cái gì? Quái tèo. Nó ngay phía dưới nhà mình luôn nè. Phan phan đến nên lôi con này về đó. Ủa con Manticore rồi ta. Nó trên núi thiết. Ấy, ở đây có con quét thổ nữa nè. Nhưng mà vessel của nó là không phải vessel bình trong mod. Con vessel bình thường thôi. Ừ, vessel bình thường mà con vessel đó. Ủa, con Manticore đâu ta? Mới huyết sáu cái này vừa mới đè sim cái bài mục tiêu rồi. Đây. Bay đi cha nội, đi bộ nữa chứ. Quý con kia mất tiêu rồi. Ủa, Manticore này không biết bay anh ơi. Con gì? Con Manticore nè. Anh đi mới, bộ mà. Anh mới cưỡi nó thì. Nhưng mà em đi theo nó bay không, nó đi bộ không à. Ở đây có con Titan nữa nè. Titan với con mega kích cầm luôn anh. Không, con Titan là con Titan này của mình. Ủa anh nhớ, anh nhớ con Titan này anh bắt gọi mà ta. Cái đó là của bạn trước kìa. Bạn lỗi á. Rồi nó xuất hiện thêm với cái thằng ấy nữa kìa. Thằng gì anh? Cái thằng gì mega giga, mega gì? Mega kinh công. Đúng rồi, mega kinh công. Level 1004 kiếm à. Trời sao tự nhiên nó xuất hiện nhiều như vậy? Tập này ra quá trời luôn trời. Treo có 6 tiếng rồi mà nó ra thấy ghê vậy. Phải treo 6 tiếng. Để mà server từ sáng giờ mình chơi đó. Anh đâu có tắt máy đâu. Rồi đừng nói anh đi ngủ luôn nha. Kinh dị. Đi ngủ về em. Anh đem nó về được rồi. Không, lúc kia kìa. Thì anh treo máy mà. Anh đi ngủ luôn. Anh đi uống phê với ngủ đâu ngủ. Kinh dị không? Các bạn thấy bắt đầu nó xuất hiện. Mình nó có cặp
con bình thường. Bây giờ nó lắc rồi, bắt đầu nó xuất hiện boss rồi đó. Nó xuất hiện kinh dị luôn. Rõ ràng là cấp nãy lúc mà mình chạy qua đúng không? Mình chỗ mà cái con cá sấu nè, là đâu có con Titan này đâu. Đúng không? Dạ. Yeah. Nè bây giờ có nó mà, hiện. Có. Có đâu có, con Titan này làm gì có chứ. Có hồi nãy mới đi ngang qua mà lúc tuổi ông đi ngang qua đó thấy con cá sấu, thấy con Titan luôn mà. Sao cấp nãy anh bài đâu thấy đâu. Lúc nó nằm bên đây nè, nó nằm bên đây nè. Dạ. Yeah. Nằm bên đây nó qua bển có con à. Dạ. Ủa con Manticore này cái cánh nó bị gãy rồi hay sao á? Đâu? Đây nè, nó đang đi bộ kìa. Đâu, nó đâu. Nè, nó đây nè. Nó đi bộ không à? Để anh. Dắt con cá sấu về nó kìa, phai kìa nó sể. Em đi đâu rồi, ngược đường rồi. Bắt luôn con Titan này. Đánh với nhau à. Đứng lại. Nè nó bay được nè, nó bay được nè. Anh cửa thì được. Còn lúc em dắt bộ kìa. Trời ơi tập này quá trời, cái công viên mình bắt nhiều rồi các bạn ơi. Anh gánh xây cái công viên lại nha. Dạ yeah. Nhưng mà bây giờ nó lắc. Anh cài thêm cái mod gì nữa đi anh. Mod gì nữa, đang đem dục luôn hả? Bây giờ nó lắc như sao. Cái mod gì mà cái từ giống như của Bay Game á cái... À cái mod Jurassic hả? Đúng rồi. Là đang làm cái công viên đó đúng không? Đúng rồi. Anh giờ anh cài cái mod này nè, cái mod End Game. Tại vì hết luôn. Rồi tập này bắt khí ghê, bắt hết trơn dòng họ luôn. Còn con bạch hổ nữa. Không, nhưng mà mình nghĩ là cái con hắc hổ nó vẫn mạnh hơn cái con bạch hổ các bạn. Do là cái con... Cái sức thăng của con hắc hổ này nó dữ dội hơn. Tại vì nó chỉ được chịu hồi từ lăng mộ lên mà. Ê, có con rùa. Cái gì? Để con tinh tinh đâu vậy? Con rùa vàng mai TH đó nè, bé tèo. Phải chờ hứng. Hốt hết giờ luôn đi em ơi, rồi chúng ta ngưng cái vụ đi bắt boss mà sao kết thúc được. Chưa đâu, anh nghĩ là chắc chưa đâu, tại vì còn tứ linh hội tụ vậy nữa mà. À ha. Dễ mà anh. Sao? Ở đây gần thêm con ti. Ủa con. Quá trời cái công viên của mình luôn rồi các bạn nhìn nè. Thấy gớm luôn. Vẫn còn tứ linh hội tụ nữa nha, từ từ chưa có kết thúc đâu. À, giáp phụ mấy con này lên đấy anh em. Giáp phụ. em nói kết thúc series là hoài, lỡ mấy em đang xem mấy em buồn rồi sao. Chưa kết thúc đâu nha mấy em, vẫn còn khá là nhiều thứ á. Cái con Manticore này cứ đi bộ rồi cam, cánh nó giục bỏ hay sao trời. Con Manticore đỏ anh đem lên gọi mà nó đi theo em nữa rồi nè. Cái gì? Thứ gì á, quỷ đó, anh đem lên gọi hết rồi mà. Em lôi tinh tinh về luôn hả? Đúng rồi. Vậy xì châm có bay qua núi tiếc không? Tính bay qua nè. Em dắt con bạch hổ về luôn đi. Ok. Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Tập này bắt được đâu ba gần 80 con như vậy. Mái tèo thiệt chứ. Người đặt tiêu đề gì đây à. Đụng gì cũng hốt. Gặp là hốt. Đặt tiêu đề video là đụng gì cũng hốt là mệt mỏi liền. Thì các bạn cho mình cái gì nào, cái ý tưởng này đặt cái tên video này đi mình nói thiệt. Một tập mình kiếm một con méo ra. Một tập thì hốt từ đề gì nào, đề con tới đề cháu. Hốt hết. À bạn nghĩ tập sau là chúng ta hôm mang bó kè đem cá sấu về luôn kìa phải. Cái gì phải chứ. Ủa nó. Ủa cái chết giờ? Luôn rồi, gần chết luôn rồi. Nó cái núi băng nào anh? Đây có bạch hổ đấy hả? Ờ. À đây nè, nó đây nè, bé tèo. Okay, mang nó về đi em. Có nhiều em coi cái series video mình rất là thích hai con bạch hổ. Con hắc hổ với bạch hổ kêu mình bắt và sợ bị lạc. Nhưng mà em ơi. Con hắc hổ bây giờ nó phế rồi. Trời em nhìn con cá sấu nó ngầu nè.
Mượn chào bá luôn ha. Bạch hổ đâu về em ơi? Con Titan này nó ngu ngu sao ta? Đâu mà bạch hổ đâu rồi? Ờ mà em á. Ờ à, đúng rồi. Còn cái con T-Rex test nữa nè, chưa test cho bạn xem nữa. Con này cũng phê à, lắm nè. Con này thì chúng ta nhắn cạnh tròn. Ờ nó bắn. Đó, bạn thấy không? Ủa. Mình khổ ở đâu rồi? Nào con thì test ghét nè các bạn. Này là cái bộ giáp á. Đây Titan về anh ơi. Con Titan nó về rồi, chỗ đồ chứa. Để bà nó đi. Phải chịu. Ngu thì thôi. Chịu nó té dưới luôn rồi. Kìa thanh niên dắt con Titan về luôn kìa các bạn. Nhưng mà thời tiết này xấu quá. Nó có bị sương mù rồi, hồi đó đâu có bị sương mù đâu. Ờ. Giờ sương mù hoài luôn á quý. Thấy ghét ghê chạy luôn. Chạy được không anh? Cái không? Gì? Vô. Sao không dắt nó lên luôn đi em, để nó đứng ngửa ngửa gì vậy? Ở trên đây còn đất chóc chóc vậy mà. Phải có cái yên. Trời ơi các bạn xem rồi. Trời ơi nó chiếu kìa, thấy ghê không? Đẹp ghê chưa? Để rảnh rảnh thì mình làm một cái video single. Có nghĩa là một video mình nên mình á. Để cho nó bớt lắc cho các bạn xem. Mấy con này bao đẹp vậy? Rồi gồng thì mình sẽ sắp xếp theo gồng đó. Thôi được rồi, gồng một tiếng luôn rồi kìa. Chị Trâm dắt con bạch hổ về nữa là xong đúng không? Dạ yeah. Rồi thôi được rồi, vậy thôi mình tạm dừng video này đi quên. Để không thôi dài quá, qua một tiếng rất là khó up. Các bạn thấy vậy chứ, video mà trên một tiếng up là dễ bị lỗi lắm. Nhưng mà nó lâu lắm. Chứ không phải là lý do ngẫu nhiên mà gần tới một tiếng cái mình tắt đâu. Và thấy gì up lên một trên một tiếng nó rất là dễ bị lỗi. Thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Gắng làm thêm tập nữa không em? Ok. Vậy là làm thêm tập nữa ha. Tập sau thì coi rồi. Gắng làm cái tứ linh hội tụ cho mấy em kia coi đi. Giờ là 5 tập cũng được. Năm tập. Năm tập đem đi chôn hết luôn. Thôi anh tạm gắt cái tập này lại đây đi. Tập này bắt khá là nhiều ha, mình cũng chưa biết là nên đặt cái tiêu đề là như nào nữa. Để bắt con rùa về cho đủ bộ. Bắt rùa luôn hả vậy? Ờ đây đây, anh dừng cái video này đây. Bye bye tất cả các bạn nha. Quên, nó tưởng đâu like luôn.